Người đàn ông Nhật Bản này là một diễn viên hài. Anh ta đã sống sót trong suốt 400 ngày ở tình trạng là không có lấy một mảnh vải che thân, trong một căn phòng kín chỉ với vài món đồ đơn giản cùng những tấm thẻ cào trúng thưởng. Ngỡ như tham gia game show để mang đến niềm vui và tiếng cười cho mọi người, mà hên thì ẵm thêm phần thưởng hấp dẫn để mang về. Thế nhưng mà Natsubi, chàng trai cà tím thì đã bị lừa mất rồi. Cái chốn quỷ quái mà anh ta tham gia là một địa ngục trần gian, nơi mà việc sống còn khốn khổ hơn cả chịu cực hình như tra tấn. Natsubi trở thành món đồ chơi bị nhốt trong lồng, dày vò cả về thể xác và tinh thần. Mùa vui cho hàng triệu khán giả trực tuyến mỗi ngày trong suốt 15 tháng trời. Một nước Nhật văn minh đáng yêu của nhiều người lại chính là nơi sản sinh ra vạn những điều biến thái, méo mó, khó đỡ từ game show cho đến đời thực. Bạn có tin hay không? Show bẩn bựa của Nhật. Nhật Bản tự xem mình là quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực chương trình truyền hình thực tế. Những chương trình như Takeshi Castle hay Sagaman nhận được sự quan tâm từ người xem quốc tế bởi vì cách xây dựng khác biệt đầy độc đáo. Castle thử thách thể chất là phát minh của Nhật. Hiện tại thì rất nhiều chương trình thực tế trên toàn cầu chịu ảnh hưởng từ những game show Nhật. Tuy nhiên là bên cạnh những lời khen, một số chương trình thực tế cũng nổi tiếng với những trò thử thách thể chất một cách cực đoan, có phần méo mó, điên rồ và thậm chí là bệnh hoạn. Tuy nhận về chỉ số lượt theo dõi khủng, nhưng mà cũng phải gánh chịu nhiều chỉ trích về sự thiếu nhân đạo trong ý tưởng sản xuất. Từ năm 1998 đến 2002, show mang tên là Susanne Denpasonen, tạm dịch sang tiếng Việt là Cuộc sống giải thưởng, đã trở thành game show thực tế sống còn, vô nhân đạo nhất lịch sử truyền hình của Nhật, gây ra vô số tranh cãi về tính nhân văn cũng như là nhân quyền của con người. Bạn đã từng xem bộ phim The Truman Show của nam tài tử Jim Carrey đóng vai chính hay chưa? Bộ phim này có nội dung kể về cuộc đời của một người đàn ông bị biến thành nhân vật chính trong chương trình thực tế mà anh ta không hề hay biết. Vợ cũng là giả, công việc giả, đến thời tiết cũng giả nốt. Cuộc sống giả tạo từ đầu tới cuối. Ai mà có thể ngờ rằng trong thực tế, show này hoàn toàn có thật. Game show Cuộc sống giải thưởng đã đăng tuyển chọn người chơi từ những diễn viên hài nghiệp dư có đam mê xuất hiện trên đài truyền hình quốc gia tham gia thử thách của chương trình. Họ đã chọn ra được diễn viên hài có tên là Tomoaki Hamasu, sinh ngày 3 tháng 8 năm 1975. Khi đó ở tuổi 23, Tomoaki đã chấp nhận tham gia một chương trình truyền hình thực tế để tìm kiếm cơ hội đổi đời, thăng tiến ở trong sự nghiệp. Mà không ngờ rằng mình lại trở thành nạn nhân của tay đạo diễn và lũ kênh truyền thông, chưa kể còn là trò cười mua vui cho thiên hạ trong suốt nhiều năm. Sau khi được thông báo trúng tuyển, anh đã bị bịt mắt và đưa lên xe đến một căn phòng chung cư chật hẹp. Ở đằng sau camera, nhà sản xuất bảo anh ta cởi bỏ quần áo, tất cả mọi thứ, và yêu cầu anh sống ở trong căn phòng này. Với danh sách những vật dụng bên trong căn phòng, vỏn vẹn chỉ có điện, nước, vòi tắm, radio, điện thoại, bếp ga, bồn rửa, giá đựng tạp chí, một chồng bưu tiếp khổng lồ, bàn nhỏ và gối. Việc anh cần làm là viết phiếu tham dự trúng thưởng với mục đích tìm hiểu xem liệu một người có thể sống sót chỉ bằng giải thưởng chúng được hay không. Tường phòng này được nối với camera và micro cầm tay treo quanh cổ của Tomoaki. Hàng ngày anh ta cần làm là cao phiếu trúng thưởng cho đến khi cán mốc 1 triệu yên tiền thưởng thì sẽ chiến thắng, kết thúc trò chơi. Cuộc hành xác trước hàng triệu người. Như lúc đầu tôi đặt ra câu hỏi cho anh em rằng liệu có dám nhận 4 tỷ để chấp nhận thử thách như Tomoaki hay không. Tôi thì không biết rõ là 1 triệu yên Nhật thời điểm đó nó to như thế nào, nhưng mà có thể quy ra tiền Việt thời nay và đổi ra vàng thì nó rơi vào tầm khoảng 455 chỉ vàng nhẫn vào năm 1998. Hồi ấy thì vàng có 362.000 một chỉ thôi anh em ạ. Vàng nhẫn mấy ngày hôm nay thì đang đu đỉnh của chóp. Tạm chốt sàn thì coi như thời điểm hiện tại 76 triệu một cây đi, là khoảng 7,6 triệu một chỉ. Như vậy thì tạm quy ước là 1 triệu yên Nhật thời điểm ấy bằng 4 tỷ bây giờ cho nó chẵn. Anh em nào học giỏi toán lý hóa thì vào tính toán lại xem và comment bên dưới đáp án xem chính xác nhá. Quay trở lại thử thách sống như mọi dợ trong suốt nhiều tháng để đổi lấy phần thưởng của show Nhật Bản. Vì sao mà Tomoaki lại chịu tham gia cái game bựa như cứt ngựa này? Bạn còn nhớ đến bộ phim Squid Game, trò chơi con mực, game sống còn của Hàn Quốc này hay không? Đối với nhiều người lâm vào đường cùng thì để nhận được một khoản tiền lớn, việc đứng giữa sự sống và cái chết trở thành vô cùng tầm thường và rẻ mạt. Tomoaki Hamasu thì không điên, cũng không cần tiền đến mức phát rồ. Anh ta đồng ý tham gia vì nghĩ rằng chương trình sẽ được phát sóng sau khi các cảnh quay được thu thập đầy đủ và biên tập chỉnh sửa cho phù hợp. Bản thân anh là một diễn viên hài nên chỉ nghĩ đơn giản là mình sẽ có cơ hội lên truyền hình nhiều hơn, gần gũi với công chúng, nổi tiếng hơn và may mắn thì ẵm thêm đống tiền mang về. Tuy nhiên là điều duy nhất mà Tomoaki không thể ngờ đến rằng mấy cái thằng cha trong tổ đạo diễn toàn là một lũ mất dạy, khốn nạn hơn cả ma quỷ. Chúng đã cho phát sóng trực tiếp cuộc sống của anh trong 15 tháng tại căn phòng khép kín đó, trước sự theo dõi của hàng triệu khán giả. Vâng, nhân vật thì lõa lồ, còn đạo diễn thì tất tay cho bản phun không che,
trừ mỗi cái lùng lẳng của Tomoaki là được che kiểu kín kín hở hở. Tomoaki sẽ không được cung cấp vật dụng nào khác trong suốt quá trình tham gia và phải tìm cách xoay sở để sống sót bằng phần thưởng mình nhận được. Khi ấy thì Tomoaki Hamasu được gọi là Natsubi, cà tím, vì khuôn mặt dài 30cm của anh được cho là có hình dạng giống quả cà tím. Và việc nhà sản xuất che bộ phận sinh dục của anh bằng hình vẽ quả cà tím đã phổ biến trên màn ảnh. Sau này cái tên Natsubi cũng trở thành biệt danh gắn liền với anh chàng này suốt cả cuộc đời. Ở trong mỗi tập phát sóng, Natsubi sẽ thức dậy, thông báo hôm nay là ngày mấy, sau đó viết thư nhận thưởng. Anh ta nhanh chóng từ bỏ ý định nộp đơn nhận thưởng cho chương trình trên radio, thay vào đó tập trung vào mảng tạp chí. Những phần thưởng Natsubi nhận được đa phần đều vô dụng. Sau 2 tuần đầu không có thức ăn, anh ta trúng được một thùng thạch, sau đó là một túi gạo, nhưng mà lại không hề có nồi để nấu. Natsubi đã phải ăn gạo sống trước khi phát hiện ra có thể nấu cơm trong ly thạch bằng bếp ga. Phần thưởng đáng chú ý nhất có lẽ là một chiếc xe đạp, tạm thời giải tỏa sự tuyệt vọng về mặt tinh thần của Natsubi trước khi anh chàng cảm thấy diện tích căn phòng quá là nhỏ để mà lái xe. Lúc mới bắt đầu cuộc chơi, ưu tiên của Natsubi là phần thưởng về quần áo. Anh ta đăng ký nhận thưởng một chiếc tạp dề nhưng mà thất bại. Phần thưởng đầu tiên Natsubi thắng có liên quan đến quần áo là một chiếc quần lót, nhưng mà nó lại quá nhỏ. Tổ đạo diễn khốn nạn cùng cực. Sau một thời gian, Natsubi trông như người rừng, người anh hốc hác, cơ thể gầy gò xanh xao, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù. Thậm chí là anh chẳng hề có ý định và cảm thấy đầy khó chịu khi mặc quần áo, cứ trần truồng mà sống qua ngày. Anh còn có biểu hiện của bệnh trầm cảm khi mà tự cười, nhảy nhót, nói chuyện một mình. Còn nhận một con gấu bông là Sensei. 335 ngày sau khi bắt đầu, Natsubi đã lập kỷ lục Guinness về người sống sót lâu nhất nhờ chiến thắng trong cuộc thi. Sau khi được báo tin chiến thắng và nhận lại quần áo, họ bịt mắt và đưa anh đến một địa điểm bất ngờ. Natsubi vui vẻ đi theo với niềm tin rằng mình sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt trong một năm làm việc chăm chỉ. Khi mà tháo khăn bịt mắt ra, anh thấy mình đang ở tận Hàn Quốc và có một ngày đi chơi tại công viên giải trí, thưởng thức các món ăn ngon tại xứ sở kim chi. Rồi sau đó anh lại bị đưa đến biệt giam tại một căn phòng kín, tiếp tục tham gia trò chơi để trùng vé máy bay trở về Nhật Bản. Natsubi đồng ý làm theo yêu cầu của nhà sản xuất chương trình mà không có dấu hiệu phản kháng. Như thế là đã quen cuộc sống giam cầm rồi. Chương trình chỉ kết thúc sau 15 tháng. Vào tháng 3 năm 2022, lúc đó anh đã về quê nhà và bàng hoàng khi thấy mình xuất hiện trong một studio truyền hình trước sự chứng kiến của đông đảo khán giả. Khi đó thì anh mới nhận thấy rằng bản thân đang chân như nhộng trước bao nhiêu con người và hình ảnh của anh đã được phát sóng trực tiếp đến hàng triệu khán giả. Cuộc sống của Natsubi được live stream trên TV và thu hút số lượng người xem kỷ lục với 17 triệu lượt theo dõi vào mỗi tối chủ nhật. Sự thành công ngoài sức tưởng tượng cùng lượng người xem kỷ lục với Natsubi đã khiến Susanu Denpasonen tiếp tục tạo ra những thử thách mới. Trước khi vấp phải phản ứng dữ dội của công chúng, sau bần bựa này đã tiếp nhận thêm 3 thí sinh khác với hàng loạt thử thách quái đản điên rồ không kém gì với Natsubi. Chỉ vì tỷ suất người xem mà show truyền hình này đã tạo ra chương trình được cho là điên rồ vô nhân đạo, tra tấn giới hạn của con người. Người xem không biết được có bao nhiêu phần là sự thật, bao nhiêu phần là sắp đặt trong chương trình. Bởi vì mỗi khi người chơi thực hiện hay làm tốt nhiệm vụ được đưa ra thì nhà sản xuất lại thay đổi luật chơi để tăng độ khó và thêm thắt các tình huống nhằm câu khách, tạo dựng kịch tính dù gây ra tranh cãi hay bị chỉ trích vì tính tàn khốc khắc nghiệt. Câu chuyện của Natsubi cho thấy sự dị biệt khác thường cho game show tại Nhật và phản ánh góc khuất của ngành công nghiệp truyền hình, đó là bất chấp những hành động mang tính vô nhân đạo để gia tăng tỷ suất người xem. Vật lộn trong khổ sở để trở về đời thực. Tới đây thì có lẽ là nhiều người đang rất là tò mò về Natsubi sau khi kết thúc game show. Liệu anh ta có nổi tiếng và có được danh vọng, tiền tài như những gì được hứa hẹn trước đó? Câu trả lời cũng có thể là có, hoặc cũng có thể là không. Ban đầu sau khi chương trình kết thúc, nam diễn viên hài vô danh Tomoaki Hamasu bỗng chốc trở thành một Natsubi nổi tiếng. Truyền thông và dư luận đều đổ dồn chú ý về anh, trở thành tâm điểm bàn luận khắp mọi nơi. Nhờ đó Tomoaki đã viết nhật ký về trải nghiệm bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Cuốn nhật ký được xuất bản và trở thành sách bán chạy nhất tại Nhật Bản thời điểm ấy. Nhưng mà đó chỉ là ánh hào quang chớm nở tối tàn. Cái giá để có được hào quang rực rỡ là quá đắt. Trở về đời thực, Tomoaki phải mất một thời gian dài để hòa nhập được với cuộc sống. Anh cho biết bản thân gặp khó khăn trong việc giao tiếp và cảm thấy đầy ngột ngạt, nóng bức khi phải mặc quần áo. Tomoaki phải điều trị về mặt tinh thần để ổn định lại, tiếp tục được với đời sống thường nhật. Sau khi một chương trình ngu ngốc này bị cấm phát sóng do tính chất vô nhân đạo, danh tiếng của Natsubi cũng đi xuống. Anh nhận được vài diễn phim truyền hình, nhưng mà thực sự không có gì nổi bật. Nhưng mà Tomoaki là một người sống lạc quan, anh đã vượt qua được giai đoạn khó khăn trong đời và sống tích cực hơn,
thành lập đoàn kịch sân khấu Eplan Way, đi biểu diễn ở khắp Nhật Bản. Anh cũng tham gia hoạt động leo núi và thành công chinh phục đỉnh Everest để gây quỹ cho thảm họa hạt nhân Fukushima. Anh còn tham gia phong trào thuyết phục mọi người hợp tác với lệnh giãn cách trong thời gian bùng phát Covid-19 qua cách chia sẻ những kinh nghiệm cá nhân khi mà từng sống những việc tự cô lập. Hiện tại anh này đang hoạt động như là một đại sứ trao đổi du lịch ở Fukushima, Nhật Bản. Âu cũng là một cái kết có hậu khi mà đã hy sinh hết tất cả vì sự nghiệp của mình. Những Nasubi giữa đời thực. Có một điều trùng hợp là bộ phim The Truman Show và cái show bẩn bựa của Nhật này lại cùng được xuất bản vào năm 1998. Và đến nay dù đã 26 năm trôi qua, nhưng có vẻ nó vẫn chuẩn không hoàn chỉnh trong thời đại ngày nay. Cứ như kiểu là phim dự báo tương lai vậy. Phơi bày và thao túng những thứ từng khiến người ta cảm thấy đau lòng và nghiệt ngã thì nay phổ biến khắp mọi nền tảng và lĩnh vực, mang lại lợi lộc cho rất nhiều người nhưng mà cũng gây ra những tổn thương không thể đo đếm. Khắp Facebook, TikTok hay YouTube đầy dẫy những con người tự mình ghi lại mọi hoạt động trong cuộc sống của mình và trở nên nổi tiếng nhờ nó. Họ tự phơi bày, tự thao túng hoặc là bị mạng xã hội và sự nổi tiếng thúc đẩy làm điều ấy. Họ là những Nasubi ngoài đời thực mà chẳng cần phải chịu sự thử thách từ tổ đạo diễn ma quỷ. Họ cũng tự biết đường diễn sao cho hấp dẫn. Bạn nghĩ sao về cuộc hành xác của Nasubi ở trong game và đời thực? Hãy để lại bình luận của bạn thật lòng vào nhé, ở bên dưới đây, và cùng suy ngẫm. Và nếu mà những câu chuyện bí ẩn luôn thu hút bạn, kính mời anh em cùng đón xem tiếp 40 sự thật bí mật về MrBeast chắc chắn là bạn chưa biết. Nhấn vào và xem ngay lập tức nha bạn ơi.